Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chuju. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tứ học và ứng dụng ngoài đời sống. Hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ và truyền tải đến các bạn những cái chủ đề mới trong bộ môn nhân tướng và cũng như là ứng dụng đạo học Phật Phật và cái bộ môn thần số học để giúp cho các bạn có thể nhìn ra được cái điểm mạnh của mình và những cái điểm yếu nào mà chúng ta còn khuyết điểm thì chúng ta từ từ cải thiện bằng cái cách tu dưỡng đạo đức và phát triển cái khả năng của mình hơn. Nó đi theo đúng cái quy luật của nhân quả của nó. Cái gì nó đúng theo cái quy luật nhân quả thì chúng ta cứ tự tin. Bởi vì gieo nhân nào thì chúng ta sẽ gặp được cái quả đấy. Chỉ cần mình không có gieo cái nhân ác thì chắc chắn cái quả của chúng ta sẽ nhận được một cái quả ngọt ở những giai đoạn về sau. Thì anh này ảnh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1976. Như vậy thì ảnh cũng đã ở cái độ tuổi U50 rồi. Ở cái độ tuổi U50. Và anh này ảnh có một cái con số chủ đạo, đó chính là cái con số 9. Đây là một con số cực kỳ hấp dẫn. Tại vì sao nó hấp dẫn? Bởi vì chúng ta sẽ phân tích ngay sau đây. Chúng ta thấy về cái hình tướng của cái bàn tay, chúng ta sẽ thấy cái bàn tay của anh này sẽ rất khó giữ tiền. Rất khó giữ tiền thì nó có rất nhiều yếu tố. Có thể là anh ta là một người đầu tư, mà đầu tư rất lớn. Mặc dù có tiền nhưng mà tiền của mình có thể là đã nằm ở trong một cái số khoản tiền đầu tư nào đó mà thực tế mình không có được. Hoặc là cái khả năng mà anh này ảnh chi tiêu rất nhiều, có thể chi tiêu cho bản thân hoặc chi tiêu cho gia đình, cho người thân của mình. Thì nó có rất nhiều yếu tố. Bởi vì chúng ta thấy nhìn các cái ngón tay chúng ta sẽ thấy được. Nhưng mà có một điều đặc biệt là càng về hậu vận, tức là về sau á, về già thì anh này ảnh sẽ có khả năng tích lũy. Đây là một cái điều gì đó nó điềm báo, nó cũng là một cái tin vui cho những người có cái tướng tài như thế này. Ở thời kỳ trung vận và hậu vận thì cái việc mà giữ tiền bạc nó cũng hơi khó khăn một tí xíu. Nhưng mà về hậu vận thì nó sẽ tươi đẹp hơn. Chúng ta phân tích tiếp với những yếu tố khác. Đây là một cái tướng tài mà chúng ta có thể thấy rằng anh này ảnh cũng có một cái trực giác. Đây là cái vân mắt phượng. Mặc dù cái ngón cái của anh này ảnh không có xòe rõ ra để cho mình nhận thấy được cái vân mắt phượng, nhưng mà chúng ta tinh ý chúng ta nhìn sẽ thấy được cái vân mắt phượng nó ẩn nấp ở đây. Có một số cái đặc tính, một cái đặc tính về cái hình tướng ấy, nó ẩn tướng thì chúng ta rất khó nhìn. Nhưng mà nếu như mà một người nào đó họ tinh ý thì chúng ta vẫn có thể đọc được cái hình tướng của họ. Mà cụ thể ở đây, mặc dù cái vân mắt phượng này nó chưa cho chúng ta thấy rõ, nhưng mà rõ ràng đây là một nét cực kỳ quý hiếm. Cái cách xòe tay của anh này chúng ta cũng sẽ thấy được. Đây là một người rất thận trọng. Họ là một người có cái tính trung trực. Mà những người này chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng được, có thể giao phó, hợp tác làm ăn được, bởi vì cái sự trung trực và cái sự kín đáo của anh ta. Với cái cách xòe bàn tay như thế này, chúng ta sẽ đoán định được cái tính cách của người đó. Mà từ tính cách đó, chúng ta sẽ đoán được cái tương lai của họ, hoặc là có thể giao du, kết bạn được hay không. Đây là một yếu tố rất đặc biệt mà cái nhân tướng học này ở cái không chỉ những cái thời điểm mà xa xưa, mà ở cái thời gian, ở cái thời kỳ hiện đại này nay của chúng ta, có những cái vị trí chức vụ, một cái vai trò nào đó rất cao mà đòi hỏi, khi mà một cái công ty, một cái tổ chức tuyển vào thì đòi hỏi người đó phải có những cái tính cách về trung trực thẳng thắn, họ có ý chí nguyện vọng vân vân, thì những nhà tuyển dụng họ cũng có thể nhìn vào cái nhân tướng đó, cũng là một cái kênh để chúng ta tuyển dụng những người có cái tính cách, có cái năng lực phẩm chất tốt đưa vào cái bộ máy hoạt động. Và chúng ta phân tích tiếp với những yếu tố khác xem như thế nào. Chúng ta thấy các ngón tay của anh ta nó không có cân đối đồng đều. Nhìn vào chúng ta thấy bàn tay này nó hơi khô.
và nó có một cái sự các cái ngón tay nó không được thẳng được, cho thấy về cái phần trong cơ thể của anh này nó mất đi cái sự hài hòa cân đối giữa phần âm và phần dương. Mà một người mà chúng ta cần phải có phần âm phần dương, nó phải có một cái sự hài hòa thì cái sức khỏe của mình nó mới ổn định, nó mới tốt. Còn nếu mà một trong hai phần, phần âm và phần dương nó có sự chênh lệch thì cơ thể của chúng ta nó cũng giống như là nước nóng gặp nước lạnh như vậy. Cái nào nó lớn hơn thì nó sẽ gây tác động ảnh hưởng nhiều hơn. Với tướng tay như thế này thì rõ ràng chúng ta thấy về cái độ âm dương cân bằng trong con người của anh ta nó cũng không được hài hòa cân đối cho lắm. Cho nên có một cái lời khuyên rằng anh này cần phải có một cái sự chế độ nghỉ ngơi hoặc là làm như thế nào đó. Nói chung là về y học, mình nói như vậy thì chắc chắn anh sẽ cả hình dung được mình sẽ có cái biện pháp như thế nào. Và chúng ta phân tích tiếp, chúng ta thấy về cái tướng tay của anh này có một cái đường tâm đạo rất đẹp. Cái đường tâm đạo rõ ràng đậm sâu hướng lên gò mục tinh, cho thấy đây là một cái người mà họ sẽ có lý tưởng và cũng có trách nhiệm. Đây là một người hoàn toàn có tâm tính rất tốt. Chúng ta có thể hình dung được những con người này sẽ là một người có cái phẩm hạnh, có cái đạo đức nhân cách tốt. Chỉ bao nhiêu đó thôi chúng ta cũng có thể thấy được rằng là họ sẽ là một người thành công. Hoặc ít nhất đi nữa trong cuộc sống của họ nhất định sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Đây là một điều tất yếu. Và rõ ràng chúng ta thấy nhìn về cái tướng tay chúng ta sẽ thấy được cái quý nhân đó nằm ở đây. Đây chính là cái quý nhân của anh ta. Bên trong của đường sinh đạo có hai cái đường vân, nó song song như thế này, một vân ngắn một vân dài. Chúng ta sẽ thấy được bổn mạng của người này rất vững và cái đường sinh đạo của anh ta nó đi rất dài, rất đậm, rất sâu, rất dài, rất đậm và rất sâu. Ở phía cuối chúng ta cũng có thể thấy được đây là một trong những cái vân đuôi cá rất đẹp. Mà chúng ta biết rằng những cái vân đuôi cá ở phía cuối thì hầu như nó sẽ mang lại một cái điềm báo may mắn tốt đẹp cho những người sở hữu vân tay đuôi cá đó. Và chúng ta thấy cho dù cái cuộc đời của anh này có gặp những cái trục trặc như thế nào thì anh ta cũng đều có cái quý nhân giúp đỡ. Và một cái điểm đặc biệt nữa, chúng ta thấy anh này có cái bàn tay tam xuyên, tức là chúng ta thấy cái đường trí đạo của anh ta là một đường trí đạo rất thẳng và nó nằm tách biệt khỏi so với cái đường sinh đạo. Những người mà có bàn tay tam xuyên như thế này thì nó rất hiếm, mà đặc biệt là hiếm đối với những người nam nữa. Một người đàn ông thường là họ có tính mạnh mẽ nhưng mà sở hữu thêm cái bàn tay tam xuyên nữa thì cái yếu tố mạnh mẽ, cái sự quyết đoán, cái sự trung trực thẳng thắn đó nó càng có nhân lên gấp bội so với những người phụ nữ. Mà những người này họ sẽ là một người thích hoạt động, nhiệt quyết, nhiệt tình ở ngoài xã hội. Những người này rất dễ thành công nếu như mà họ làm những cái công việc liên quan tới cộng đồng, tổ chức sự kiện, kết nối, vân vân. Họ sẽ phát huy được tối đa cái tiềm năng của những người này. Và đương nhiên cái đường trí đạo như thế này họ cũng sẽ là một người khá khẳng khái. Tuy nhiên nó có một điểm yếu, đó là đường trí đạo này nó hơi hơi cong, hơi cong. Có những cái giai đoạn nó rất cong, nó không được thẳng. Điều này nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là cái cuộc đời của anh ta về cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ có những cái lúc thăng trầm. Cái này thì mình nghĩ rằng không chỉ một mình anh này anh có, mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ như vậy. Bởi vì cuộc sống nó không phải lúc nào cũng là một cái đường thẳng được, mà nó có những cái khúc quanh cua, bắt buộc chúng ta phải đi qua những cái khúc quanh đó thì mới bắt đầu định hướng được cái con đường của mình đi. Và cái cuộc đời vận mệnh của anh ta nó có thể nói là cái sự điều gì đó rất đẹp. Đây chính là cái đường định mệnh mà nó xuất phát từ cái gò Thái Âm nó đi lên. Những người này họ có một cái đặc điểm như thế này. Đó chính là họ là một người rất là đa tài nghệ thuật. Họ có một cái nhìn
Phải nói là cái nhìn nó rất sâu, rất rộng, nó rất khác so với những người khác. Nói một cách khác là nhân sinh quan của họ rất rộng, rất rộng. Những người này rất đa tài, họ rất dễ gặp được cái thời cơ nếu như mà đi xa làm ăn. Và đặc biệt là những người này cũng, họ cũng là một người có cái trực giác. Có cái trực giác. Như vậy thì trên lòng bàn tay này chúng ta sẽ thấy được là có hai cái yếu tố để nói rằng là anh này có một khả năng trực giác. Đây là yếu tố thứ nhất và đây là cái yếu tố thứ hai. Cái khả năng trực giác nhạy bén kết hợp với cái tinh thần trách nhiệm, cái sự trung trực và có một cái sự lý tưởng, thì rõ ràng anh này cho dù anh làm cái việc gì đi nữa thì anh cũng, cái đích đến của anh ta cũng là mang cái tính nhân văn, cái tính xã hội. Đây là một điều rất đặc biệt mà không phải ai cũng hướng đến cái điều này. Có thể nói anh ta là một người đã ở cái độ tuổi U50 rồi, thì rõ ràng về cái nhân tướng học nó cũng cho chúng ta biết được nhiều thứ trong cuộc đời của anh ta đã từng trải qua. Anh này có thể nói là ở độ tuổi 27 tuổi anh đã có một sự thành công rất sớm. Có sự thành công rất sớm, nhưng mà bên cạnh đó anh ta cũng đã có được một cái bài học rất đắt giá ở đâu đó chừng 35-36 tuổi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy sau cái bài học đó thì anh ta cũng có những cái hướng tài vận nó đi lên. Và để rồi những năm mà 44-45 tuổi á, thì anh ta cũng là một cái sự, có thể nói là một cái sự thức tỉnh ở bên trong của mình. Là năm đó, tức là cách đây khoảng chừng vài năm thôi, anh ta đã bắt đầu thức tỉnh, quay vào bên trong của mình để nhận ra những cái giá trị nó tốt đẹp ở bên trong. Và có thể nói rõ hơn đó chính là cái khả năng phát triển về tâm linh của mình. Chúng ta thấy một cái điều rất đặc biệt nữa trên lòng bàn tay của anh này. Chúng ta thấy về cái bàn tay á, thì chúng ta sẽ thấy ngay chỗ này nó có những cái tam giác ở trên đường trí đạo. Và một cái điều nữa mà chúng ta thấy anh này ảnh cũng có, gần như là nó hình thành một cái dấu ấn về cái con thuyền Bát Nhã ở đây. Đây chúng ta thấy được. Mà đặc biệt cái chỗ này nữa, chúng ta thấy nó lại có một cái tam giác. Nó giống như là một cái thỏi vàng. Chúng ta hình dung, chúng ta sẽ thấy. Hoặc là có một cái con thuyền. Một con thuyền mà nó có thêm một cái đỉnh hoặc là một cái đáy, tùy theo cách nhìn của mình thôi. Nhưng mà đó chỉ là cái hình tượng. Quan trọng là cái ý nghĩa của nó xuất hiện là nó như thế nào. Thì cái ý nghĩa của những cái dấu hiệu này nó cho chúng ta biết được rằng đây là một người hiếu đạo. Tức là một người họ có thể thức tỉnh được về cái khả năng tâm linh của mình. Họ là một người con của Phật tử. Và cũng là một người biết yêu thương giúp đỡ, có một cái lòng từ bi. Đây là một đặc tính rất tốt. Và những người này thường là họ hay thích làm những cái điều phúc thiện. Thích làm những cái điều mà nó cho đi. Tức là thích làm những cái việc bố thí thiện nguyện. Bố thí thiện nguyện. Chúng ta phân tích về cái bàn tay phải, chúng ta cũng thấy có một cái đặc điểm ở bên tay phải. Chúng ta thấy đây là một cái chữ X cũng rất rõ. Điều này nó cho chúng ta khẳng định thêm một điều rằng đây là một người chắc chắn là họ sẽ có khả năng am hiểu về mặt Phật Pháp, về tâm linh, những cái môn huyền học, huyền bí. Họ là một người có khả năng, có khả năng là giác ngộ, hiểu được đạo lý rất cao. Mà những người này khi mà biết được những điều đó thì họ sẽ rất năng làm những cái điều phúc thiện, bố thí vân vân. Mà chúng ta biết rằng cái hạnh bố thí đó chính là một trong những cái nhân, một trong những cái nhân để mà chúng ta có được một cái thân phận ở một cái bậc cao hơn ở những cái kiếp sau. Những người mà họ giàu hơn chúng ta thì đó chính là cái quả của một cái nhân mà ở một cái kiếp nào đó họ cũng đã từng bố thí cúng dường đi rất nhiều. Mà ở những cái video trước mình cũng đã nói về cái nhân quả của cái sự giàu có. Mà có rất nhiều bạn bình luận rằng là hiện tại là mình rất nghèo khó. Thì lấy tiền đâu mà
đi làm từ thiện, vân vân. Những cái câu bình luận này mình cảm thấy rất tiếc. Có thể là vì, có thể là mình chưa nói được một cách sâu sắc, chưa có thể chạm đến trái tim của các bạn bằng một cách nào đó, mà các bạn có thể chưa làm được những cái điều đó mặc dù trong cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng cày xới trên cái mảnh đất đó, tiếp tục cày xới để gieo một cái duyên, để hy vọng một cái ngày nào đó mà các bạn đi ngang cái mảnh đất đó, vô tình đánh rơi một cái hạt giống, hoặc là làm một cái điều gì đó rất đơn giản trên cái mảnh đất đó thôi, thì các bạn cũng đã có một cái duyên lớn để sau này mình có được một cái phúc. Mà đôi khi những cái số tiền chúng ta nhỏ như vậy đó, nó lại có cái giá trị hơn rất nhiều so với những người mà họ có tài sản nhiều nhưng mà họ bố thí. Thì hai cái này nó hoàn toàn, nó chưa chắc gì những người mà có tiền nhiều họ bố thí họ lại được cái phước lớn hơn. Có một cái câu chuyện như vậy, nếu như mà các bạn có thể nghe đến cái khúc này thì có thể nói đây là một cái phước rất lớn của các bạn. Bởi vì có thể đây là một cái nhân để giúp cho các bạn có thể tạo ra được cái quả đời sau của mình sẽ là một người rất giàu sang. Cái câu chuyện đó chính là ở một cái thời xưa, có một cái bà lão kia rất là nghèo. Bà lão này là thường ngày bà đi ăn xin. Thì có một lần ngày Xá Lợi Phất là đi ngang bà lão này, thì bà lão này thấy sự trang nghiêm của ngày Xá Lợi Phất như vậy, cũng rất muốn cúng dường. Nhưng mà vì nghèo quá, không có biết lấy cái gì để cúng, thì ngày Xá Lợi Phất mới nói một cái điều rằng là: bà hãy bố thí cái nghèo đó cho tôi. Khi mà nghe ngài Xá Lợi Phất nói như vậy thì bà lão này giật mình. Bà tưởng đâu là ngài Xá Lợi Phất ghẹo hay là nói chơi. Thì bà mới nói rằng là một ngày tôi đi xin được có 2 xu thôi, ăn buổi sáng với buổi chiều, thì lấy đâu mà bố thí cho ngài. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là: thôi thì bây giờ bà cứ bố thí 2 xu đó cho tôi, bà nhịn ăn một ngày đi, có được hay không? Thì bà lão này nghe như vậy thì bà cũng bố thí cho ngài Xá Lợi Phất 2 xu đó, và bà nhịn đói một cái ngày. Thì bà không ngờ được rằng là chính cái nhân năm đó bố thí cho ngài Xá Lợi Phất 2 cái đồng xu đó, mà ở một cái kiếp sau này bà ta đã làm một cái vị hoàng hậu, vừa có địa vị vừa sống trong dung lụa giàu sang. Mà sau này bà này khi làm hoàng hậu rồi thì bà cũng có một căn duyên nào đó mà bà cũng ngồi thiền, có thể nhớ lại cái kiếp xưa của mình, thì bà mới thấy được rằng là sở dĩ bà có được cái ngày hôm nay là do có một cái kiếp xưa bà đã từng bố thí như vậy. Thấy được như vậy thì bà mới xin hoàng thượng rằng là xin một cái kho báu của hoàng thượng để thực hiện bố thí. Bởi vì hoàng thượng lúc đó có tới 9-10 cái kho lận, thì có cho dù bố thí một cái kho ngọc ngà châu báu vàng bạc đi nữa thì vẫn còn lại rất nhiều. Và khi mà bà bố thí xong thì gặp một cái vị thiền sư, bà mới hỏi một cái điều rằng là: tôi đem một cái kho báu để mà bố thí như vậy, để biết được rằng là cái phước của mình nó sau này nó như thế nào so với 2 đồng xu mà ở những cái kiếp xưa tôi từng đã bố thí. Bởi vì bà nghĩ rằng là đối với 2 đồng xu của một cái năm xưa mà bà đã được một cái kiếp này nó như vậy, thì bây giờ nguyên một cái kho báu thì bà không thể hình dung được rằng cái phước của mình nó đỡ lớn như thế nào. Thì vị thiền sư này mới trả lời một câu rất bất ngờ rằng là cái kho báu của bà bố thí hiện nay nó không bằng 2 đồng xu, nó không bằng 1/1000 của 2 đồng xu ở một cái kiếp xưa mà bà từng bố thí. Tại vì sao nó như vậy? Bởi vì trong cái lúc hoàn cảnh khó khăn như vậy mà bà lão bà sẵn sàng đem tất cả những gì bà ta có được để bố thí
mà bố thí ngay một cái bậc thánh bằng một cái tâm của mình nữa, thì đây chính là một cái điều cực kỳ phước báu đối với bà ta. Trong đạo Phật thì không có chủ trương cái việc mà chúng ta phải nhất định phải có tiền mới bố thí, mà cũng không chủ trương chúng ta phải bố thí càng nhiều càng tốt, mà quan trọng là bố thí bằng cái tâm của mình. Cái tâm nó chính là cái quan trọng mà trong đạo Phật, mà những người họ đã biết đạo Phật rồi thì họ sẽ không bao giờ nghĩ đến những cái điều ước lượng đó, mà họ một khi đã làm việc bố thí thì bố thí bằng một cái tâm của mình. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta biết được rằng là khi mà mình đã có một cái ước nguyện, một cái hạnh bố thí để mong muốn có một đời sau nó tốt đẹp hơn, nó giàu sang hơn, thì không nhất thiết đợi khi có tiền chúng ta mới làm, mà làm bằng chính cái tâm của mình. Nó không nhất thiết là hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu, mà vẫn có thể là một số tiền ít hơn. Nhưng mà quan trọng cái tâm của chúng ta nó như thế nào, đó mới chính là cái gốc của vấn đề. Cho nên có thể nói đây là một cái bí mật của tâm, và cũng là cái bí mật của cái việc làm phước báu. Mà các bạn đã nắm được cái bước này, cái chìa khóa này, nó sẽ là một cái cánh cửa để cho các bạn có thể mở được những cái phước báu lớn hơn ở một cái kiếp nào đó ở phía sau. Và với cái bàn tay này chúng ta thấy được những người mà có chữ ít như vậy thì rõ ràng họ cũng có những cái khả năng như vậy. Một khi họ đã quyết định làm một cái điều gì đó rồi thì họ nhất quyết làm cho đến cùng. Chúng ta thấy ở bên trong của cái bàn tay phải này cũng có những cái vân âm đức như thế này. Rõ ràng đây là một người có mệnh lớn, phúc lớn. Đây là một điều rất tốt đẹp. Chúng ta có nhà cửa, nhà lầu, xe hơi chưa chắc gì mà tốt bằng, nó lâu dài bằng những cái giá trị này. Bởi vì những giá trị này là về mặt tinh thần. Vật chất của cải nó có thể mất đi, nhưng mà cái tinh thần nó chính là cái nghiệp, chính là cái mà chúng ta phải mang theo. Cho nên những người có chữ ít này họ sẽ phát huy tối đa cái khả năng tâm linh, cái khả năng nhận biết, nhận thức của mình để đem lại những cái giá trị cho người khác, thì cái phước báo của họ sẽ càng ngày càng lớn. Và những người này cũng có được sự che chở của thần Phật. Những ai mà có những cái ý nghĩ xấu đến người này thì chúng ta không nên, không nên. Bởi vì có một cái năng lượng nào đó rất lạ mà các bạn đã từng gặp rồi thì các bạn sẽ tự cảm nhận được thôi. Và hy vọng với những cái lời bình luận như vậy thì rất mong rằng là tướng tài của anh này nó có thể giúp được cho nhiều người khác có hoàn cảnh khó hơn, khăn hơn anh ta. Và hy vọng qua cái video này mình cũng đã truyền tải một số thông điệp hay và ý nghĩa để gửi gắm đến tất cả các bạn. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.